các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Ai dễ mang thai ngoài tử cung? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hương Lan, phó khoa phụ sản Bệnh viện Lê Văn Thịnh cảnh báo, gần đây đơn vị ghi nhận nhiều trường hợp phụ nữ trẻ chưa lập gia đình mang thai ngoài tử cung. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ biết được các bệnh nhân này đều có tiền sử thường xuyên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Mang thai ngoài tử cung là tình trạng thai không nằm trong buồng tử cung như thông thường, mà làm tổ ở vị trí khác như buồng trứng, vòi tử cung, cổ tử cung, thậm chí là ổ bụng. Thai nằm ngoài tử cung khi phát triển lớn sẽ vỡ, gây xuất huyết vào ổ bụng ồ ạt. Phụ nữ mang thai ngoài tử cung nếu không được phát hiện kịp thời thì tính mạng sẽ bị đe dọa. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng mang thai ngoài tử cung, bên cạnh các nguyên nhân như mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa hay não phá thai, bị u nang buồng trứng, mắc bệnh lây qua đường quan hệ tình dục v.v. thì lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng được cảnh báo làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung. Ngoài ra, những phụ nữ từng có tiền sử mang thai ngoài tử cung, từng phẫu thuật vùng chậu và ống dẫn trứng, có thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá cũng có nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao hơn bình thường. Làm cách nào để nhận biết dấu hiệu mang thai ngoài tử cung để kịp thời đi khám? Trước tiên, khi trễ kinh, cần mua que test để thử thai ngay. Bạn mang thai dù trong hay ngoài tử cung thì thử bằng que vẫn phát hiện được. Nếu que thử thai lên hai vạch, cần nhanh chóng tới cơ sở y tế có chuyên khoa sản để khám. Tại cơ sở y tế, bác sĩ sẽ có thêm các chỉ định phù hợp để kiểm tra kỹ lưỡng nếu nghi ngờ đây là ca mang thai ngoài tử cung. Tuy vậy, ở giai đoạn quá sớm, thai chưa di chuyển vào tử cung và chưa đủ căn cứ để xác định đây có phải là ca thai ngoài tử cung hay không, thì bác sĩ sẽ hẹn bạn quay lại tái khám sau khoảng 1 tuần. Thông thường, trứng sau khi thụ tinh sẽ mất khoảng 3 đến 4 ngày để di chuyển qua eo vòi tử cung vào tới lòng tử cung làm tổ. Ở thời điểm này, vẫn chưa thể phát hiện ra túi thai trong tử cung bằng phương pháp siêu âm. Khi thai được 5 tuần mới có thể thấy được bằng kỹ thuật siêu âm qua đầu dò âm đạo. Tiếp đến, khi trường hợp mang thai ngoài tử cung thì nhiều phụ nữ sẽ ra máu âm đạo đỏ thẫm và kéo dài. Không chỉ thế, họ cảm thấy đau bụng tại vị trí thai làm tổ. Cơn đau ngày càng tăng khi tuổi thai lớn dần, thậm chí đau bụng còn kèm ra máu âm đạo. Khi xuất hiện những dấu hiệu như đau bụng dữ dội, choáng, ngất xỉu, huyết áp tụt thì rất có thể thai ngoài tử cung đã bị vỡ. Lúc này, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa nếu không can thiệp kịp thời do máu chảy ồ ạt vào trong ổ bụng. Mang thai ngoài tử cung còn khiến bệnh nhân phải đối mặt với di chứng vô sinh. Vậy xử lý thai ngoài tử cung ra sao? Có nhiều cách để xử lý thai ngoài tử cung. Nếu được phát hiện sớm khi thai nhỏ dưới 3cm, thì bệnh nhân chỉ cần được tiêm thuốc cho túi thai nằm lạc chỗ tự tiêu đi. Trong trường hợp túi thai to hơn nhưng vẫn chưa quá lớn, thì vẫn có thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, ít xâm lấn, hạn chế được nguy cơ và biến chứng cho sức khỏe. Khi cả biện pháp tiêm thuốc lẫn phẫu thuật nội soi đều không thể áp dụng, thì bác sĩ mới quyết định mổ hở. Thai ngoài tử cung không thể phát triển như bào thai bình thường mà sẽ vỡ ra vào một thời điểm nào đó khi bào thai lớn dần. Ngoài nguy cơ đe dọa tính mạng thai phụ khi thai vỡ gây chảy máu ồ ạt vào ổ bụng, thì vị trí thai làm tổ cũng bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này. Do đó, khi mang thai ngoài tử cung bắt buộc phải xử lý càng sớm càng tốt. Sau khi bệnh nhân được can thiệp xử lý thai ngoài tử cung, dù đã xuất viện vẫn cần phải tuân thủ dặn dò của bác sĩ. Người bệnh cần được chăm sóc, ăn uống đủ chất, tránh lập tức quay trở lại với công việc nặng nhọc. Bên cạnh đó, chị em cần tạm kiêng quan hệ tình dục cho tới khi sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Kể cả khi đã cảm thấy khỏe, chị em vẫn nên sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn thêm một thời gian, không nên vội vàng mang thai ngay. Người có tiền sử mang thai ngoài tử cung trước khi quyết định mang thai trở lại nên được bác sĩ chuyên khoa phụ sản tư vấn, khám sức khỏe tổng quát, sinh hoạt lành mạnh nhằm điều trị triệt để các vấn đề nếu có để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh.